Di xin chào cả nhà đam mê chim cô gái nha. Hôm nay Di đang có mặt tại huyện Trà Cú cả nhà. Huyện Trà Cú. Bây giờ Di đang vô khúc đường là ở xã Định An. Hôm nay Di có hẹn với anh Vinh Gòm hay cả nhà. Anh Vinh Gòm ở bên Cù Lao Dung. Anh chạy qua. Thì ở cái xã Định An này cả nhà. Là ở phía trước đó là nó có một cái con sông cách con sông đó là qua bên Cù Lao Dung. Thì từ anh Vinh nó mới vừa qua một cái phà rồi anh sẽ chạy qua đây. Bây giờ là Di kiếm được một con chim bổi đấu rồi, nhưng mà không biết là mình vô mình gài có thể là nó dính hay không thì Di không biết. Di đang đợi ảnh qua để hai anh em vô gài chung hết cả nhà. Nó xã Định An, nó thuộc huyện Trà Cú hay cả nhà. Đó, anh Vinh thì một tí nữa thì anh sẽ đi từ cái hướng đó, anh vô đây. Đó, nay Di đem theo là một con chim mồi và một con bổi nổi hay cả nhà. Đó, một tí nữa là hai anh em Di sẽ vô trong đây gài. Nó ở phía trước đó cả nhà, ở phía trước chỗ cái bóng cây phía trước đó, quẹo bên tay phải, quẹo bên tay phải vô. Có cả nhà mình có ai mà mình chơi chim cu gáy ở gần cái xã Định An nè của huyện Trà Cú, Trà Vinh hay cả nhà thì có thể là biết cái khúc đường này đó. Ủa là anh đi trên này anh đi xuống hay là đi dưới đi lên hồi nãy? Rồi là sao? Thôi anh về á, anh chạy đây nè. Ngay chạy từ đụng vô xe chứ đụng vô xe à? Anh chạy thẳng quẹo trái ngay tới phà anh chị bỏ luôn à. Gần xe ta. Đi. Muốn qua cái đường hòa này nữa gần hơn, sáng chuyển đi nè. Đây, đi vô đây coi thử nó còn đây không. Thì hiện tại giấc chiều ha, sáng giờ Di đi với anh Vinh kiếm tới chiều rồi được con giấc này vô tới cội cả nhà, mới hồi sinh bà cô vô đi này. Có cái cây dừa im quá cả nhà, đi lẹ lẹ đi cái hả ở ngoài. Quá rồi, cái cổ quay đẹp luôn kìa, có ngày dừa kìa, cái bãi thì đẹp luôn, quay đẹp lắm. Hai anh em vô qua bài binh bố trận. Hồi nãy nó rồi bố ơi, có con đó đó quay qua ngon. Có đây có bé gì có đây. Hôm nay em nổi trống này luôn. Canh phải trống trống nè, chắc cái này ai quýnh rồi. Ừ. Nó hơi giỏi ha. Nó qua kia. Ui vậy mà nãy tính qua tính xào xuống cái vừa luôn trời. Ừ. Hồi nãy hồi nãy tại sợ anh cu nhà tôi luôn không có nhà nuôi ấp đại ha. Cái con người ấp đại nó đâu về cái vừa rồi nó gớt liền rồi. Cầm không biết cầm lớp nào bây giờ này chứ. Cầm là phân cầm qua đó, cầm qua đây nè.
chỗ này mới, chỗ này mới quay nhát à. Mới quay không phải quơ. Nó hồi này quay vô. Thôi không dám chậm đâu. Quay tay, quay ngón tay. Ok, cái máy của ông nhận nhiều ít đi. 90. Nó nhân lên 500 ít luôn cũng được nữa, mà nó mờ. 90, tầm 60 là quay thỏ thỏ ra rồi. Có kèo anh em đi giao lưu cho vui vui thôi. Em nghe anh ơi. Dạ chưa nghe gáy anh ơi. Em chưa dám kê đâu, để cho nó hết bệnh cái đã anh ơi. Thì nó còn bị nhắm mắt anh. Rồi ok anh. Mới mua được cái máy xù à. Mới mua được máy xù hả? Ừ. Bự gốc bao nhiêu hả? Đó 40 à, 40 của anh mà. À, nó xù dữ không anh, xù xù gì? Xù trái, để em gửi ra coi. Ok, mua mua hết nhiêu? 5 triệu. Có lý gì ta? Đó, được đẹp không? Dạ, rồi về nuôi chó xù lên nữa. Ờ, để em gửi qua Zalo cho coi. Ok anh. Vinh gò mới thả cu xong rồi cái nè. Đi thứ nghèo chưa, người mẫu siêu sao điện ảnh đây nè. Cho tiểu cái được không? Được, qua đây nè. Cho đáy cái nha. Có khó chịu không? Này gương mặt mắt cu. Để xin tì cho đáy cái được không? Chỉ chịu gì sao dám đáy. Mẹ bỏ về tàn rồi kìa.
Có đó. Bắt đầu như xe không hết đâu. Mua gớt hình như này. Ồ, xung hình như này. Ồ, kèm kìa. Trời con chim đẹp anh Vinh ơi. Chim đẹp lắm. Ôi kìa em kìa trời ơi. Chim chắc rớt á. Nó kìa mà kìa. Quá trời chim luôn. Nhầm nhầm mọi anh Vinh. Con cua này vàng cái giờ mới vàng lông vi nó ngon ngổ ha anh Vinh. Nó trắng trắng ngon ngổ ha. Giống mấy cua trên mạng á. Nguyên với nó cái gì mà nó trắng ha. Gì trên đầu dễ ăn hả Vinh? Dòm Vinh nè, dòm Vinh nè.
giờ mà đó. Nhóng 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 rồi. Anh nhầm thử cái chân nó trắng trắng không ngọt lắm á. Cái chân nó trắng trắng không ngọt lắm. Chưa. Hình như nó phái con của anh á. Con hai con nhí nó rớt. Hai con nhí nó rớt ngay chân ngồi em à. Em đâu hả? Ừ. Bo luôn đó. Muốn rớt cái gì rồi? Rớt con. Muốn rớt rồi, rớt cái mỏ anh Vinh nè. Hay quá anh Vinh ơi. Hồi nãy anh có đặt máy quay không? Đá gì vậy? Mồi cắn. Chó gì anh ơi? Có chó gì vậy? Đá nữa. Muốn đá kìa. Muốn đá. Ừ. Con này nó mau đá ha. Nãy cái mô đất nó hơi cao rồi anh. Con này trên tàng nó nói chuyện nhiều mà xuống đất ít nói chuyện quá ha. Nó mua vô tán rồi đó. Tán ngọn cái anh đánh ngọn rồi. Mỗi giò. Nó. Quy ngộ thiệt ha. Ừ.
Đi qua cho. Chị hỏi tán mà anh giấc mưa luôn nha. Có mưa dưới này nè. Nó tán họ thì giấc mưa luôn ạ. Không anh dễ gì. Nó bo không được với mọi luôn mà. Dính luôn cái gì rồi? Nó muốn cầm nó bo lại mà không mỏi bo hoài à. Dính luôn cái gì á? Đâu khó. Anh đặt nó không tin dính luôn cái gì á. Tại vì con mồi anh nó gù xí quá. Máu nguyện không được luôn. Chim này cả trên tàn kèm dữ á, trên tàn kèm khá lắm. Đá mua đá anh ơi. Mở tay quá. Mò anh nó bò vậy rồi sao bỏ bò anh Vinh. Đó, nhưng cái là bo liền không? Nó nhường cho mọi anh bo đó. Oh, God.
Lên cây nữa cả nhà, mấy gù giật mình lên cây nữa. Mấy chào chảo kêu Bye.
Khó ăn đó anh ơi. Rồi thêm một dĩa lòng cái lớn ha. Gõ ghẹ ha. Trời ơi, sợ gì chị quá. Lắng lắng, con mồi em nó lơ lơ họ lắng à. Dòm gì anh? Đi ăn. Không nó qua. Dĩa lòng vô đá ha. Thôi đó anh, gõ gàng ha. Gõ gàng dĩa lông vô đá nè. Ngồi qua đây. Ngồi qua đây. Tới, tới. Ồ, đá cái này buông bẫy hết anh ơi. Trời ơi. Làm bộ chứ không phải nhịn mày đâu. Làm tới. Tuốt rồi, cái cây cái đó như tuốt rồi. Thứ bảy nè. Tính đâu nhường mẹ. Cái này nó nói gì Vinh, nhịn cái leo đầu rồi hả Vinh? Con mồi mà không chơi nó mới vô. Ồ, dính này, dính này. Dính này dính. Dính này dính. Dính này dính này. Đâm đâm đi đây. Đúng. Có kèo, có kèo. Cái này mà nãy bay luôn, người ta nói em dính lông. Ôi. Tại gì? Dính này dính này. Ồ, ê giỏ chân hai anh em ngồi, ê giỏ chân. Dữ rồi. Con mồi có chiêu gì. Ồ, đến nhà con mồi của anh Vinh nó gù xiết không chơi hả anh Vinh? Mồi của anh Vinh nó gù quá vậy, gù nó bựa. Ngoan mồi em nó gỉ lông cái là dính liền.
mọi mình ngồi mình chơi biết nhiều khi cái bởi bay lên là người ta mới nói mọi em nghĩ là bỏ bởi mồi cái lông mới dính nữa nhà đó. Giờ gì với anh Vinh đó, hai anh em bữa nay đi giao lưu hết cả nhà. Hai anh em đúp hai cái liều ở đây, nó gài cái bờ bên bên đó, nó về trong cái dừa hết cả nhà, nó về trong cái dừa đó đó. Hai anh em ngồi đây đá nào. Trời ơi, Vanda vừa bỏ đi ra xe, em bỏ dịch lên trời. Trời ơi, tê giò đi, không nổi luôn. Bận dịch Vanda. Ngồi gì, gì? Như ngồi gì quay clip cho cả nhà coi. Mở tê cái giò. Đi theo lặn lội từ hồi sớm tới giờ. Tê giò vậy. Xe xình không rồi tới đợi mỗi cái đã. Mỗi. Anh em chạy lết nhắc này 4 giờ, 4 rưỡi rồi. Trời anh biết như về kịp không vậy? Thì đây chị cũng thả gần chứ à, cũng gần ha. Nó anh Vinh anh còn qua một cái phà anh mới về bên cù lao dung được đó nha. Nó giờ anh thu đồ lâu lâu đem thái đuổi bổi thái anh gù quá gù à. Đuổi qua cho gì bắt. Rồi giờ đi bắt bỏ cả nhà ơi. Sáng giờ đi mới đụng được một kèo hết cả nhà, mới dính luôn. Đấy. Cái mồi cái gì nãy nó gù cái mồi nó ngưng, nó ghĩa lòng cái con bổi nó không chơi cả nhà. Cái nó quay qua nó ghĩa lòng cái y ta làm bộ ta sắn vô liền. À, con mèo gì treo đây. Ê, lấy cái lòng xuống. Cảnh đẹp cái nè, cảnh đẹp lắm. Anh Vinh nó bắt được mấy bổi rồi anh Vinh. Phải thôi gì, người anh nghĩ lâu mà dính hả? Nhưng mà anh không khái đâu. Thà anh đuổi bổi. Ê. Cho bổi đuổi mồi đâu. Anh muốn bổi đuổi mồi. Thà mồi đuổi bổi. Đâu rồi, chiêu đâu rồi. Ê, bỏ đây cái nhà. Chơi quá anh chơi, mình chơi mà không nhịn người ta, chơi sao rồi. Long Quyên. Nó quy ngộ thiệt ha. Đó. Đang ở đây. Đây. Đây nè. Chim nó quy ngộ thiệt đó ơi. Nào giờ mới thấy được cái con chim mà nó quy ngộ vậy nè. Nó chim này nó nguyên ngổ thiệt anh Vinh. Đông Vinh nó trắng trắng ở phần ngoài hay nha, trắng đen mà thường thường nó cũng chơi cũng vậy đó hả vậy? Con chim nó không sức mạnh, nó mấy đâu chim không thiếu gì. Nó vậy hả? Anh Vinh cái này nó bắt chim mồi vô. Ồ, nãy nó về cái cây dừa này cả nhà. Vì cái dừa này thấy mọi anh Vinh dịch biết bao lâu nó cũng mới xuống mọi Vinh bo quá trời bo, nó không chơi mà qua con mồi gì nó không chơi mạnh, nhưng mà nó dí được mồi gì cái đá. Ồ. Vinh cái này cuốn bẫy. Bẫy quá trời đẹp luôn cả nhà ơi. Em biết không, biết đường chạy ra thải được không gì? Không, anh về bến thà này đi rồi xịt thà để hồi em chỉ cho anh chị à. Thôi để hồi em anh về luôn, cho em về đó luôn, anh chỉ về luôn. Rồi nha. Rồi bây giờ Di xin kết thúc video cả nhà. Di cảm ơn cả nhà đã xem video của Di ha. Cả nhà thấy video hay nhớ cho Di xin một like và một lượt đăng ký kênh ha nha. Rồi Di chào cả nhà nha.